Hello anh em, lại là Vinh đây và hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái chuỗi series đào tạo anh em trong cộng đồng IS của mình. Và ngày hôm nay sẽ là cái nội dung số 2 trong chuỗi series đó. Mình sẽ nói về việc là bán sản phẩm giá cao hay là làm thế nào để nâng cao cái giá trị của khách hàng. Như anh em biết thì mình là một fan của việc là bán những cái sản phẩm giá trị cao. Và cái giá trị đơn hàng trung bình của mình sau khi mình bán ra một vài triệu revenue trên cái store là 154,55 đô. Và đầu tiên thì mình sẽ nói về tại vì sao mình lại thích bán những cái sản phẩm giá cao. Chúng ta bán những cái đơn hàng với những cái giá trị cao, với những cái margin cao, cái lợi nhuận cao ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có khả năng scale và kiếm được nhiều tiền nhất. Cái đơn giản mục đích nó chỉ là như thế thôi, đó là chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất. Và cái lý do số 2 thì nó cũng gọi là một cái lý do cũng khá là hay, đó là nếu như chúng ta có thể tìm được những khách hàng mà có thể thanh toán được những cái đơn hàng giá trị cao ấy, thì chúng ta sẽ được phục vụ và chúng ta sẽ được gọi là chơi với những khách hàng gọi là chất lượng tốt hơn. Đơn giản là chúng ta chơi với người giàu thì họ sẽ ít cái vấn đề hơn. Đấy, ngắn gọn là như thế thôi. Thì đó là lý do mình thích bán những cái đơn hàng với những giá trị cao. Và mình tin là trong thời điểm e-commerce trong những năm tới thì nếu như anh em mà chúng ta cứ cố gắng bán những cái đơn hàng giá trị thấp thì rất khó để chúng ta thể scale hoặc rất khó để chúng ta kiếm được về lợi nhuận. Tại vì sao anh em làm cái mảng này? Anh em hay bị thua lỗ hay bị mất tiền. Đúng không? Bởi vì là cái không gian để anh em có thể là chi cho quảng cáo nó quá là ít, nó quá là thấp. Mình lấy ví dụ đó là một cái sản phẩm nó rất là đơn giản như thế này. Bình thường là chúng ta chỉ có tầm 20 hoặc 30 đô lợi nhuận trên mỗi một cái món hàng này thôi. Thì chúng ta tiêu 30 đô mà chúng ta không ra được một cái đơn hàng nào thì chúng ta gọi là lỗ rồi, mất tiền rồi, là chúng ta gọi là mặt tái xanh lên rồi. Thì gần như chúng ta phải dừng thôi và chúng ta kết luận rằng sản phẩm này là một sản phẩm mà fail. Nhưng giả sử một trường hợp khác mà mình có thể biến cái sản phẩm này có một cái lợi nhuận, một cái margin của nó lên 100 đô. Thì kể cả mình có tiêu 90 đô để ra được một khách hàng thì mình vẫn có lãi nữa, mình vẫn có thể là duy trì được cái mô hình kinh doanh của mình. Đấy, thì đó là đơn giản là cái việc là chúng ta nên bán những cái sản phẩm giá trị cao thì nó sẽ có cơ hội tốt hơn. Thì mình nói là chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để chúng ta có thể thành công, chứ không phải là bán những cái sản phẩm có giá trị thấp thì không thành công. Nó chỉ là chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn để thành công khi bán những cái đơn hàng có giá trị cao mà thôi. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với chúng ta hai cái cách thức, hai cái phương pháp mình đang áp dụng để các bạn có thể kiếm được những cái đơn hàng của những khách hàng chi rất nhiều tiền trên cửa hàng của bạn. Cái phương pháp số 1 là chúng ta ngay lập tức là chúng ta gọi là nhắm đến những cái sản phẩm có cái margin cao luôn. Đấy, số 1 là margin cao. Và cái phương pháp số 2 mà nếu như những cái sản phẩm đó mà chúng ta không thể nào mà bán được những cái mức margin cao, lợi nhuận cao ấy, thì chúng ta phải khiến họ là mua nhiều, hay mình có thể nói là upsell cộng. Trong một cái đơn hàng đó họ phải mua thật là nhiều item lên. Ví dụ một cái item này nó chỉ 30 đô thôi, nhưng mà nếu như chúng ta khiến họ mua 3 item thì nôm na cái đơn hàng đó chúng ta cũng kiếm được đâu đó gần 100 đô rồi. Đấy, thì chỉ có hai cái cách này để giúp cho anh em có được một cái đơn hàng có cái giá trị cao. Rồi thì cái phương pháp ở dưới thì nó khá là rõ ràng rồi, tức là chúng ta phải có một cái hệ thống upsell nó đủ tốt và đủ mạnh và đủ thuyết phục để khách hàng phải cho thêm những cái món hàng khác vào giỏ. Mình lấy ví dụ khi mà chúng ta lướt ở trên Amazon, Amazon đang làm rất tốt cái công việc này. Đó là khi mà khách hàng xem một cái món hàng bất kỳ thì ngay phía dưới Amazon sẽ có cái con số đưa ra là món hàng này sẽ được mua nhiều nhất với những item nào. Và nó sẽ cho khách hàng một cái lựa chọn là thêm cả 3, cả 4 những cái món hàng vào giỏ cùng một lúc luôn. Thì đấy cũng là một cái phương pháp upsell. Thì trên Shopify nó có khá là nhiều, mình tin là có khá nhiều những cái tool để upsell, để gia tăng revenue cho anh em. Đó là những cái tool về bundle này, về số lượng này, rồi về là mua buy one get one này. Nếu như mà khách hàng càng chi nhiều tiền cho bạn ấy, thì cái mức độ và tỷ lệ trung thành của họ thì càng cao. Đấy, nên là cứ làm sao khiến họ mua thật là nhiều item một lúc vào. Thì phương pháp upsell này thì nó sẽ diễn ra trên hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là pre, tức là trước khi mà họ thanh toán, và cái số 2 là post, còn gọi là post purchase, tức là sau khi mà khách hàng thanh toán cái món hàng đấy thì chúng ta cần có những cái hệ thống upsell ở trước khi khách hàng thanh toán và sau khi khách hàng thanh toán. Thì trước khi khách hàng thanh toán thì chúng ta có những cái app upsell như mình vừa nói. Còn sau khi mà khách hàng thanh toán này, thì thứ nhất là chúng ta cũng có những cái app là post purchase, chúng ta phải search trên app store của
Shopify cũng có những cái app là post purchase, thì những app đó rất là hiệu quả, rất là tuyệt vời. Và cái số 2 nữa đó là sau khi mà khách hàng họ thanh toán xong ấy, thì ngay lập tức trên cái campaign Facebook của mình thì mình sẽ lọc ra những cái tệp khách hàng là ai vừa thanh toán cái đơn hàng. Thì ví dụ khi mà hàng ngày mà mình có đâu đó tầm 30 trên 100 khách hàng trở lên ấy, thì cái tệp của mình cũng khá là lớn, thì mình sẽ tạo ra một campaign trên Facebook luôn là mình sẽ cảm ơn họ vì đã vừa mua hàng trên cái cửa hàng của chúng tôi, và tôi sẽ tặng cho bạn một cái code 10%. Đấy, thì trên Facebook ngay lập tức mình target họ và cảm ơn họ và cho họ một cái code để họ save 10% off cho cái đơn hàng tiếp theo trên cửa hàng của mình. Cái viễn cảnh tốt đẹp nhất đó là chúng ta có thể là kết hợp được cả hai phương pháp này một lúc, tức là vừa có một cái margin cao cho cái sản phẩm của mình và vừa upsell, thì đó là cái viễn cảnh tốt đẹp nhất mà bất cứ một cái ai làm kinh doanh chúng ta cũng muốn điều đó xảy ra, đúng không? Nhưng mà nếu như mà không làm được cả hai thì chỉ là chúng ta phải làm được một trong hai. Đấy, thì cái số 2 thì ok rồi này. Còn cái số 1 là margin cao. Ví dụ cũng là một cái sản phẩm như thế này, nhưng mà chúng ta nhập 10 đô, chúng ta có thể bán nó 60, 70, thậm chí là cả 100 đô. Thì đó là cái ví dụ cho cái việc là sản phẩm có cái margin cao. Làm sao để chúng ta thể bán được một cái sản phẩm là trông rất bình thường như này với một cái margin rất là cao. Thì anh em hình dung là mọi thứ nó không hề dễ dàng giống như mọi người hay như giống như nhiều người họ vẫn nói. Trong thời điểm kinh doanh bây giờ, mọi thứ nó không hề dễ dàng. Khách hàng họ không ngu đâu. Có khi khách hàng của bạn toàn là giáo sư, toàn là thạc sĩ rồi. Có mình có khi học ít thôi. Khách hàng rất là thông minh. Bây giờ họ biết là tìm những cái nguồn hàng nào có cái giá rẻ còn nhanh hơn cả các bạn cơ. Họ biết tìm những cái sản phẩm này trên Amazon, trên Temu hay trên bất cứ một cái platform nào ở gần họ, hoặc là có thể ship nhanh được, họ thì tìm ra rất là nhanh, nên là khách hàng họ không ngu. Nên là để mà dễ dàng mà bán một sản phẩm này, nhập một mà bán 10, nó không phải đơn giản đâu. Thì làm thế nào để chúng ta có thể làm được cái điều đấy? Thì có hai cái cách. Cái số 1 là chúng ta phải educate khách hàng. Cái số 2 là chúng ta phải có yếu tố branding. Đấy, thì sẽ có hai cái con đường để khách hàng cảm thấy là cái việc họ mua một cái sản phẩm rất là bình thường với một cái mức giá cao là hợp lý, và họ là một người khách tiêu dùng thông thái, thông minh, chứ không phải là họ bị ngu. À, tôi vừa mua một cái sản phẩm này bị hớ giá rất cao trong khi chỗ khác nó bán rất là rẻ. Thì chỉ có hai con đường này. Cái số 1 là chúng ta phải educate khách hàng, và số 2 là branding. Ok, thế thì cái đầu tiên, cái educate, thì educate này tức là sao? Tức là chúng ta phải giáo dục khách hàng, chúng ta phải cho họ thấy rằng là tại vì sao cái món hàng của chúng tôi nó cũng rất là bình thường thôi, nó trông rất là bình thường thôi, nhưng nó lại có một cái giá trị, nó có một cái giá bán lại cao như vậy. Thì bằng chứng là với những cái đơn hàng trên cửa hàng của mình ấy, thì khi mình bán thì không phải là ai cũng mua từ những cái lần đầu tiên. Thì educate là quá trình gọi là dài hạn mà, tức là chúng ta phải nói liên tục, phải nói liên tục, nhồi vào đầu khách hàng liên tục, phải chia sẻ liên tục, phải đào tạo liên tục, phải có những cái content, những cái video để cho khách hàng thấy là à, tại vì sao mà cái sản phẩm này nó lại có cái giá bán cao như thế. Thường có những khách hàng họ vào thậm chí 10, 15 lần họ mới mua hàng, thì đấy chuyện rất là bình thường thôi. Đấy, bởi vì những cái đơn hàng giá trị cao thì không thể nào quyết định nhanh được, thì chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Thì có những khách hàng vào 10, 15 lần họ mới mua. Ok, thì đấy là cái điều chúng ta phải chấp nhận. Và cái số 2 là để mà educate được khách hàng, thì cách educate hiệu quả nhất đó chỉ content thôi, chứ không có một cái nào khác để có thể educate khách hàng, ngoài việc là chúng ta phải liên tục chia sẻ những content, phải có những bài viết, những video, những hình ảnh, những cái báo cáo, những cái tư liệu để show cho khách hàng thấy à, tôi như này, tôi như thế kia. Và nếu như anh em chưa biết những cái chiến lược content như thế nào thì anh em hãy check cái newsletter 33 mới nhất trong tuần trước mình có chia sẻ cho anh em về những cái dạng content như thế nào là tương lai cho những brand chúng ta cần phải áp dụng, và chúng ta cần chia sẻ những cái dạng content đó thì chúng ta mới có thể educate được khách hàng. Rồi cái số 2 là branding. Tức là chúng ta phải có yếu tố là thương hiệu. Thì nhiều người họ nói về thương hiệu là như thế này như thế kia, là tính cách, là phong cách, là cái cảm nhận cái gì đó. Nói chung là rất là nhiều định nghĩa về thương hiệu. Nhưng mà tóm gọn lại như thế này, đó là cái thương hiệu nó không chỉ đơn giản là cái logo, tức là không chỉ là chúng ta chỉ cần là dập lên trên cái sản phẩm này
chúng ta không chỉ đơn giản là dập bên trên cái item này một cái logo là nó trở thành thương hiệu, bởi vì là khách hàng nó đâu ngu đâu, mình đã nói rồi, khách hàng đâu ngu đâu, họ có thể check ra mọi thứ rất là đơn giản với internet. Và nếu như các bạn chỉ là một cái thương hiệu rất là bình thường, không có tên tuổi và chẳng có cái gì ở trên thị trường, thì họ cũng không chấp nhận để mua một cái món hàng này với một cái mức giá cao. Thế thì như thế nào? Thì yếu tố branding này, tiệm mình chia sẻ một case study, nhưng mà yếu tố branding này đơn giản là các bạn phải cho họ thấy là bạn cũng là một cái brand có uy tín và có một cái sự gọi là ảnh hưởng ở trên thị trường. Giống như một câu nói rất là nổi tiếng, đó là tôi không biết bạn là ai, nhưng nếu như bạn chơi với những người rất là giỏi, rất là giàu, thì bạn cũng chính xác là một người giàu tiếp theo. Các bạn phải chơi với những người uy tín, thì nếu như các bạn chơi với những người uy tín thì chính xác bạn cũng sẽ là những người uy tín. Thì các bạn chỉ cần show cho khách hàng thấy là à, các bạn là một người uy tín ở trên thị trường, các bạn chơi với rất nhiều những người uy tín khác. Khi mà họ nhận định rằng à, các bạn là một brand uy tín rồi, họ còn là một cái brand gọi là cũng gọi là rất là legit rồi, thì đương nhiên cái việc mà họ chấp nhận chi trả mức giá cao sẽ là một vấn đề tất yếu mà thôi. Thì để rõ ràng hơn cho anh em về yếu tố educate và branding thì mình sẽ chia sẻ cho em một case study, đó là Pelakei. Cái brand Pelakei này nó tập trung vào ốp điện thoại, và ốp điện thoại này thì nó sẽ gọi là dùng những cái chất liệu tái chế có thể bảo vệ được môi trường. Ok, nhưng mà đấy là những cái gọi là những cái mission gọi là đọc cho vui thôi, chứ còn thực ra thì khách hàng họ không quan trọng lắm đến những cái yếu tố đó. Cái họ quan tâm là cái giá trị mà họ nhận được và họ đang mua hàng từ ai. Đấy, chấm hết. Hiện tại thì cái traffic của brand này nó đang rơi vào tầm 400.000 traffic một tháng. Và nó cũng là một cái brand cũng khá lâu đời, nó bán giá rất là cao. Ví dụ một cái iPhone case bình thường thôi, nó bán giá là 60 đô. Đấy, thì anh em hình dung nó chính xác là nó đang đi theo con đường là margin cao này. Tức là một cái ốp iPhone này thực ra nhập nó rẻ lắm anh em, nó có khi chưa đến 1 đô đâu, nó chỉ 0,5 đô thôi, mình tin là như thế, nhưng mà nó bán là 60 đô. Thì anh em hình dung là cái margin nó khủng khiếp như thế nào, thì cái số tiền nó để chi ra cho marketing nó lớn như thế nào. Thấy thằng Pelatay này thì nó có cái gì hay, nói chung là nó cũng có rất nhiều cái hay, như kiểu nó làm influencer marketing, nó book, nó làm nhiều content để educate khách hàng, thì cái đấy là cái điều rất là hay. Nhưng mình thấy có một cái key rất là nổi trội mà cái thằng Pelakei nó làm ấy, nó chơi cái phương pháp là article marketing. Đấy, thì tức là sao? Tức là các bạn chỉ cần search ra là Pelakei ở trên Google thì các bạn sẽ thấy rất rất là nhiều những cái bài báo, những cái bài viết, những cái trang báo, những cái hãng thông tin nổi tiếng của Mỹ họ viết về cái hãng Pelakei này. Thì cái đấy mình gọi là article marketing, tức là phương pháp marketing qua báo. Thì các bạn hình dung là khi mà chúng ta vào những cái website mà các bạn thấy hay thấy những cái biểu tượng như là Esinin hoặc Esinor này, đây là như này, thì tức là cái website đó được lên những cái trang báo như thế này, và nhiều trang thì họ để fake thôi, nhưng mà cái trang này thì mình confirm là họ cũng lên thật. Cái mục đích chính ở đây đó là chúng ta show cho khách hàng thấy là à, brand của tôi này là tôi chơi với những cái ông cực kỳ to, những cái ông cực kỳ uy tín ở Mỹ, như kiểu CNN này, Business Insider này, Engadget này, BuzzFeed này, thì đây toàn là những cái trang báo gọi là nổi tiếng nhất, gọi là uy tín nhất của Mỹ thôi, đúng không? Thì khách hàng là à, nếu như mà cái brand này mà chơi với những cái thằng cực kỳ uy tín như thế thì chắc chắn là nó một thằng uy tín, đúng không ạ? Thì đó là một cái gọi tạo nên cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Và cái số 2 là khi mà chúng ta chơi với những cái thằng to như này thì thường là chúng ta sẽ gọi là có một cái SEO rất là tốt trên Google. Khi hàng search ra về Pelakei cái thứ thì sẽ có rất là nhiều những cái bài báo, rất là nhiều những cái nội dung về Pelakei được hiện lên trên ở cái trang đầu tiên luôn. Cửa hàng đối thủ nó không có cửa, đúng không ạ? Nó không có cửa để cạnh tranh. Hầu như các bạn nhìn ở trên cái trang đầu tiên ấy, thì nếu như không chạy ads thì gần như không có cửa để show ở trên cái trang 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 nhất của Google. Và cái số 2 nữa đó là khi mà chúng ta thuê được những cái trang báo nó rất là uy tín như này thì chúng ta sẽ có một cái gọi là pre-sale với khách hàng. Tức là khách hàng khi mà chưa có biết các bạn là ai, họ chỉ đọc một cái bài viết trên CNN về cái brand đấy thôi, là họ sẽ tự nhiên là có một cái thông tin rất là đầy đủ. Đây, ví dụ mình sẽ vào cái trang CNN. Đấy, thì CNN thì chính xác là nó đưa ra một cái tin, một cái bài báo về cái brand là Pelakei này. Thì tự nhiên là khách hàng mà đọc xong cái thông tin này sẽ có một sự tin tưởng cực kỳ lớn với cái brand là Pelakei. Và nó sẽ show cho khách hàng thấy là tại vì sao cái sản phẩm của chúng tôi
nó có giá lên tận 60 đô, trong khi những cái này mua trên Amazon 10 hoặc 20 đô nó rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi bán 60 đô, bởi vì chúng tôi lên được những cái trang tận như CNN cơ mà. Một cái brand nào ở Việt Nam mà lên VTV xem, nó chắc chắn là nó một cái tiếng tăm về branding khác hoàn toàn so với những cái brand chỉ chạy quảng cáo trên Facebook. Thì brand Terra này thì nó lên CNN rồi The Hustle rồi The Vaccination, nó toàn là những cái gọi là kênh thông tin hàng triệu lượt truy cập mỗi một tháng, cực kỳ uy tín luôn. Và ngoài ra thì đương nhiên là thằng Pelakay này nó cũng thuê khá nhiều influencer trên YouTube, trên TikTok rồi là trên những cái trang mạng xã hội. Khi mà nó đã có những cái branding cực kỳ tốt ở trên thị trường rồi ấy, thì nó đổ khá nhiều tiền vào ad. Em hình dung là nó chạy 3.100 quảng cáo trên Facebook, chứng tỏ là cái số tiền nó bỏ vào Facebook là cực kỳ nhiều. Mỗi một item nó margin quá là cao đi, đúng không? Nó có tận 60 đô, gần như là 50-60 đô margin cho một cái item, thì nó có thể đè bẹp tất cả những cái đối thủ khác ngoài kia. Những cái đối thủ khác ngoài kia nó chỉ có tầm 10, 15, 20 đô margin trên mỗi một item thôi. Thằng này có tận 50 đô margin, chắc chắn là nó có lợi thế hơn khi mà nó chạy quảng cáo rồi. Hình dung là 3.100 quảng cáo thì quá kinh khủng luôn. Đó là một cái case study cho em hình dung rõ hơn về cái cách làm chúng ta sẽ bán những sản phẩm margin cao như thế nào. Thì cái mình nhắc lại cái viễn cảnh tốt đẹp nhất đó là chúng ta sẽ sử dụng cả hai phương pháp, thứ nhất là margin cao và số 2 là khiến khách hàng phải upsell là rất là nhiều những item khác. Thì trong một cái viễn cảnh đẹp nhất chúng ta làm được cả hai cái này cùng một lúc thì gọi là số tiền chúng ta kiếm được là quá là kinh khủng đi. Nhưng mà chúng ta chỉ cần áp dụng được một trong hai cái phương pháp này thôi, nó cũng là một điều cực kỳ tuyệt vời rồi. Ok, thì đó là cái nội dung trong buổi ngày hôm nay, và mình đang ở trong cái chuỗi series để chia sẻ cũng như đào tạo cho anh em vision, cái tầm nhìn của cộng đồng AS của mình trong năm nay. Đó là tất cả mọi anh em sẽ có được những cái sản phẩm tốt, những cửa hàng đẹp, có những cái margin tốt, có tài khoản quảng cáo rẻ để chạy, chúng ta có cổng thanh toán để chúng ta có thể là chạy những cái brand, những cái store của riêng mình. Nên là những anh em nào mà đang mong muốn được học sâu hơn về e-commerce, về Shopify hoặc về dropshipping, chúng ta hãy join ngay vào cộng đồng của mình. Thì mình muốn là tạo ra một cộng đồng tuyệt vời nhất ở trên cái trái đất này về e-commerce, về dropshipping. Nên là chúng ta hãy join vào đấy, có câu hỏi nào chúng ta hãy đăng lên. Chỉ cần lịch sự và chúng ta không có những cái ý đồ về quảng cáo, về bán hàng các thứ, thì tất cả mọi người đều sẽ được welcome, không cần biết là cái trình độ, cái kinh nghiệm của bạn là gì. Hãy join vào đó, hãy trao đổi, hãy chia sẻ, tương tác với tất cả mọi người. Giống như những anh em khác đã join vào trước, chúng ta sẽ có những cái sự hỗ trợ và sẽ có những kiến thức tuyệt vời được chia sẻ, giao lưu với nhau trong group. Và đừng quên là nếu như chúng ta muốn được học hỏi sâu hơn thì chúng ta không thể nào mà lướt qua cái video này mà không subscribe cái video của mình, bởi vì cái vlog tiếp theo mình sẽ chia sẻ là về cổng thanh toán. Đó là một chủ đề mà không ai muốn bỏ qua, và mình sẽ chia sẻ thật kỹ cho những ai chúng ta muốn có cổng thanh toán để chạy và bán được hàng xuyên biên giới. Thì đó là cái nội dung của Vinh chia sẻ cho anh em ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem hết video và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bye bye.